Túi nâng ngực Motiva Imaging Sleeveless bước đột phá trong thẩm mỹ ngực tại JW. Sản phẩm là nghiên cứu mới nhất của giáo sư Marcos Forza và các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu châu Âu. Là một cái rất là hiệu quả mà mọi người. À, hiểu đúng không? Vô trùng hoàn toàn, dùng lần là bỏ. Các bạn có thể không? Đó. Thiểu đi. Thay vì ngày xưa là mình dùng tay mình nhét vào đúng không? Tay đưa vào đúng không? Dùng một túi tao bóp. Thiểu đồ nước vậy đó. Với thiết kế hình phễu và được tẩm chất bôi trơn, khi đặt túi ngực vào trong phễu, nó sẽ chạy từ thành phễu xuống đáy phễu. Các bác sĩ sẽ đặt phần đáy phễu xuống đường mổ nhỏ trên ngực và dùng một lực tác động nhẹ, túi ngực sẽ đi vào trong cơ thể một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Một, hai, ba, vô 3 giây vô rồi đó. Túi nâng ngực Motiva Imaging Sleeveless có những ưu điểm vượt trội như không xâm lấn, ít tổn thương các mô, không gây đau cả trong và sau phẫu thuật, thời gian thực hiện nhanh và an toàn, đường mổ rất nhỏ, hạn chế sẹo sau khi nâng. Túi được sản xuất bởi chính hãng Motiva Hoa Kỳ nên tương thích với mọi loại túi ngực nano. Có thể nói, đây là một công nghệ mới được ứng dụng lần đầu tiên tại JW, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thẩm mỹ ngực đẹp tự nhiên, an toàn cho mọi khách hàng.